Top 6, màn hình chơi game đỉnh nhất đáng chọn. Dù kết nối với bộ điều khiển hay máy tính, màn hình chơi game là một phần thiết yếu trong thiết bị của người chơi game. 6. Màn hình sau với các kích cỡ sẽ là lựa chọn phù hợp nhất để bạn đắm chìm vào thế giới của game. 1. Samsung C27 AZ50 FQU C27 AZ5 là là Màn hình đầu tiên của Samsung được trang bị màn hình cong 27 inch và tương thích với G-Sync, màn hình có thể làm mới hình ảnh phun hướng dẫn lên tới 240 lần mỗi giây. Đây là điểm fan FPS phóng sự game bắn súng góc nhìn thứ nhất thích mê, màn hình này cũng có nguy cơ bị giảm giá. Vì người, dùng không thể điều chỉnh, được chiều cao, cũng như thay đổi độ nghiêng của nó. Và họ sẽ phải điều chỉnh không gian chơi theo thiết kế của màn hình 2 LG 27 Gia Lai 850. Màn hình LG 27 Gia Lai 850 sở hữu 27 inch lý tưởng. Độ phân giải tuyệt vời 1440p. Các cạnh mảnh tương thích FreeSync AMD và G-Sync Nvidia và các tùy chọn thú vị. Bạn có thể điều chỉnh màn hình theo chiều cao và có thể xoay 90 độ. Menu cài đặt rất rõ ràng, đầy đủ và chuyển đổi ngôn ngữ tốt. Chỉ có nhược điểm. Nguồn cung cấp năng lượng của màn hình từ bên ngoài và màn hình không có điều khiển từ xa. ba Dell Alienware AW3420DW Dell Alienware AW3420DW là, màn hình 34 inch xinh đẹp với bảng điều khiển M, và cong 1900R, màn hình lấy mã, màu máy tính của thương hiệu, và rất lớn. Hình ảnh 21 phần 9 3440 x 1440 pixel có chất lượng tốt. Miễn là bạn sử dụng các cấu hình, được lập trình sẵn. Tuy nhiên, thiết bị bị chỉ trích vì 3 điều. Giá Độ sáng hơi yếu ở chế độ tiêu chuẩn, và thiếu đầu, vào video chỉ có hướng dẫn Mi, và DisplayPort 4, Acer ROG Sweep PG35VQ. Đối với những người có đủ khả năng, màn hình công Acer ROG Sweep PG35VQ, sẽ mang đến cho họ cách mạng hóa trò chơi, thiết kế hoàn hảo, cài đặt hiệu quả, và tính năng làm mới ở 200 hz là những điểm cộng thực sự. Tuy nhiên, người, dùng không mấy thoải mái, vì, màn hình chỉ có hai đầu vào video hướng dẫn mi và DisplayPort và dễ bị hiệu ứng quá sắc blooming trong một số trường hợp. năm. Philips Momentum 436M 6V biên phòng ấp 01 Philips Momentum 436M 6V biên phòng ấp 01 Phiên bản mới của Momentum 436M 6PAB 01 của thương hiệu Philips bổ sung rắc hướng dẫn mi. Người dùng có thể kết nối màn hình với một hộp TV và bộ điều khiển hoặc một hoặc hai máy tính. Thiết kế có phần lỗi thời so với màn hình chơi game hiện tại. Tuy nhiên, với mức giá chưa tới 600 euro, khó tìm được một màn hình cùng loại chất lượng tương đương 6 HP Omen X imperium Màn hình HP Omen X Emporium Titan 4K 65 inch dành riêng để chơi game, màn hình có thể làm mới ở tần số 120 Hz. Có kết nối ấn tượng và với tất cả các công nghệ có thể để chơi các trò chơi trên máy tính trong đó có những máy được trang bị thẻ Nvidia yêu cầu tương thích G-Sync Ultimate. Ngoài ra, Emporium tích hợp hộp Android TV Nvidia siêu TV 4K. Bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.